nghị quyết của Tổng Trọng được đưa vào hoạt động mại dâm như thế nào. Hiện nay, hoạt động mại dâm ở Việt Nam bị coi là bất hợp pháp. Số người tham gia hoạt động này không được thống kê chính thức cụ thể. Ai cũng biết, mại dâm là hoạt động có thật, thậm chí là rất phổ biến ở Việt Nam. Nhưng hoạt động này không được kiểm soát bởi luật pháp, mà lại được kiểm soát bởi hệ thống ăn chia giữa xã hội đen và xã hội đỏ, tức là công an. Nếu ai nào nói rằng nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi vào cuộc sống của giới buôn phấn bán hương, thì chắc chắn sẽ không ai tin và coi đó là chuyện vớ vẩn. Tú Bà được giảm án vì học giỏi. Tờ báo Dân Trí vào ngày 15 tháng 2 đưa tin Tú Bà được giảm án vì học giỏi. Bản tin cho hay vào tháng 7 năm 2023, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Nguyễn Nhật Vi, 21 tuổi, sống tại Tân Bình, 3 năm tù vì môi giới mại dâm. Cho rằng phán quyết trên là quá nghiêm khắc, bị cáo Vi đã kháng cáo và xin được hưởng án treo. Hội đồng xét xử tại phiên phúc thẩm của Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bị cáo Vi nhiều năm liền học sinh giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên đã giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo hồ sơ vụ án, Vũ Nguyễn Nhật Vi tại thời điểm phạm tội đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học tại Sài Gòn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khoảng cuối tháng 11 năm 2021, Vi tham gia vào việc môi giới mại dâm để mà hưởng lợi. Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Vi được hưởng lợi 6 triệu đồng từ việc môi giới mại dâm. Trong phiên phúc thẩm, bị cáo Vi khai rằng tại thời điểm phạm tội, do còn trẻ, chưa nhận thức được môi giới mại dâm là hành vi phạm pháp. Gia đình thì lại khó khăn, bản thân phải trang trải chi phí học đại học, vân vân. Theo tờ báo Dân Trí, sau khi kháng nghị, hội đồng xét xử của phiên phúc thẩm này cho rằng bị cáo Vi là học sinh giỏi liên tục từ lớp 1 đến lớp 12 và đang là sinh viên đại học nên áp dụng thêm một tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm 5 khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự vào năm 2015. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo có cơ hội tiếp tục học đại học, chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra, sớm trở thành công dân tốt cho xã hội. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã rất già nhưng vẫn ngồi tới 3 nhiệm kỳ vi phạm cả điều lệ của Đảng. Cuối cùng, hội đồng xét xử tại phiên phúc thẩm kể trên đã quyết định chấp nhận kháng cáo và giảm bớt 1 năm tù so với án sơ thẩm 3 năm tù trước đó. Bị cáo Vi cuối cùng đã nhận được án 2 năm tù. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến mỉa mai khi cho rằng có lẽ do áp lực của công luận về việc trong thời gian gần đây Đảng đã tuyên những bản án tham nhũng quá nhẹ so với tội trạng mà các quan tham gây ra theo quy định của pháp luật, nên nghị quyết của Đảng nhanh chóng được đưa vào cuộc sống là như vậy. Và có lẽ nghị quyết này cũng ưu tiên cho các hoạt động mại dâm. Điều đó liên quan đến chủ trương nhân văn, giảm nhẹ hay miễn truy tố cho một số quan chức có tham nhũng nhưng không vụ lợi, cũng như từng có các thành tích được tặng giấy khen hay huân huy chương. Câu chuyện phạm tội của cựu chủ tịch Hà Nội ông Trung Ngọc Anh trong đại án Việt Á đã làm thất thoát của nhà nước 18,8 tỷ đồng và nhận hối lộ quả biếu 200.000 đô la. Vậy mà ông Trung Ngọc Anh chỉ nhận bản án ngang bằng với Vũ Nguyễn Nhật Vi, người môi giới mại dâm và chỉ hưởng lợi vẻn vẹn có 6 triệu đồng. Dư luận xã hội đã bày tỏ sự phẫn nộ và bất bình vì sao sự bao che để chạy tội ngày càng trắng trợn của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Trọng cũng như vậy, và dư luận đồng thời cho rằng chưa có bao giờ các quan chức tham nhũng lại sướng như hiện nay. Một phiên tòa xét xử các quan chức tại Việt Nam về tội tham nhũng, tức là ăn cắp của dân. Đó là lý do công luận hoài nghi và đặt câu hỏi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam có thật lòng chống tham nhũng hay không? Và tại sao có một chủ trương lớn bao trùm trong việc bao che cho các quan chức nhà nước tham nhũng một cách có hệ thống như vậy? Chính quyền Việt Nam vẫn tuyên truyền vận động để người dân thực hiện khẩu hiệu sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, so sánh giữa lời nói và việc làm của lãnh đạo cấp cao của nhà nước Việt Nam cho thấy, lời nói của họ không đi đôi với việc làm. Đó là một trong những lý do khiến cho công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hiệu quả. Càng chống thì tham nhũng càng phát triển như nấm mọc sau mưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Nghị quyết của Tổng Trọng được đưa vào hoạt động mại dâm như thế nào. Tô Đại khống chế nhân sự chủ chốt qua vụ án Ngọc Trinh như thế nào? Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt người mẫu Ngọc Trinh 1 năm tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
Trên mạng xã hội đưa ra rất nhiều nhận xét và bình luận về những hình ảnh mà lực lượng công an áp giải Ngọc Trinh đến tòa với quy mô được cho là hùng hậu, quá mức. Điều đó càng thấy rõ hơn khi kết thúc phiên tòa, lực lượng cảnh sát đã đứng dọc từ sảnh tòa ra đến xe cảnh sát, lúc Ngọc Trinh lên xe trở về trại tạm giam để hoàn tất các thủ tục trả tự do theo quyết định của tòa án. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt giữ đối với người mẫu Ngọc Trinh. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao người mẫu Ngọc Trinh lại được bảo vệ đặc biệt vòng trong vòng ngoài đến như vậy? Có hay không việc cơ quan công an đối phó với kế hoạch muốn khử người mẫu nổi tiếng này? Bắt đầu từ chi tiết bị cáo Ngọc Trinh được áp giải đến tòa, cư dân mạng dồn sự chú ý vào nữ đại úy cảnh sát áp giải Ngọc Trinh. Nhiều ý kiến đánh giá nữ đại úy này có nhan sắc không hề kém người mẫu, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Song ít người biết rằng một trong những nguyên tắc đối với các phiên tòa được công luận quan tâm thì việc bố trí các nhân vật tương xứng bằng vai phải lứa là điều rất quan trọng. Ví dụ ở Trung Quốc, vụ Bạc Hy Lai, một đại án điểm chống tham nhũng kiêm thanh trừng đầu tiên của họ Tập. Được biết, ông Bạc Hy Lai có chiều cao khoảng 1m8, vì vậy công an Trung Quốc đã mất rất nhiều công sức để tuyển chọn hai viên cảnh sát cỡ hộ pháp với chiều cao hơn 2m để kẹp sát Bạch Hy Lai khi dẫn giải ra tòa. Điều này nhằm thể hiện sự uy vũ của pháp luật cũng như giảm thiểu tâm thế oai phong của Bạch Hy Lai. Việc công an Thành phố Hồ Chí Minh bố trí một nữ đại úy xinh đẹp ngang ngửa Ngọc Trinh để áp giải cô ra tòa cũng có ý nghĩa tương tự. Việc kể trên có liên quan gì đến những đồn đoán trên mạng xã hội khi cho rằng Ngọc Trinh có liên quan đến các cuộc chiến cùng đỉnh, rằng Bộ Công an muốn sử dụng vụ án người mẫu Ngọc Trinh để khống chế một số ủy viên Trung ương Đảng có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Trên mạng xã hội đã chia sẻ một sa thút với tiêu đề "Miếng thịt bằng bàn tay" của một nhà báo không muốn tiết lộ danh tính cho rằng chuyện em Ngọc Trinh, em ấy chỉ có miếng thịt bằng bàn tay là hầu hết thiên hạ chưa được ngắm, còn chỗ nào em ấy đã khoe ra hết rồi. Cái rắc rối, cái thiên hạ hay tò mò, bàn không chán, thường là cái chưa được khám phá. Như vậy, nguyên nhân đích thực cũng từ miếng thịt bằng bàn tay của em mà ra. Theo đó, Ngọc Trinh uốn éo, biểu diễn trên xe phân khối lớn đã ăn thua gì so với các em như Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Vậy mà em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp có làm sao đâu. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm cũng là một người đầy tai tiếng. Tội của Ngọc Trinh nếu so với Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh thì chả là con muỗi mà thôi. Vậy tại sao dẫn giải Ngọc Trinh đến tòa mà dùng đến cỡ đại đội công an để áp tải đông đến như vậy? Tác giả trên sa thút đặt vấn đề, nhất định là em Ngọc Trinh có điều gì bí mật, bắt em vì tội biểu diễn phản cảm chỉ là cái cớ mà nguyên nhân Ngọc Trinh bị đẩy đọa như thế. Đó là những câu chuyện xung quanh miếng thịt bằng bàn tay của em mà thôi. Tác giả cho biết mỗi khi trong cung đình có chuyện đấu đá hay sắp đến kỳ tuyển chọn nhân sự, báo chí lại đưa tin bắt đường dây mại dâm nghìn đô. Trong đó có nhiều hoa hậu, người mẫu, diễn viên. Thử hỏi khách làng chơi nào dám bỏ tiền khủng đến ra vậy? Chỉ có đại gia, quan chức tiêu tiền chùa, các bậc lãnh đạo cao quý được các đàn em ép hoặc đệ tử chiêu đãi thì mới có điều kiện thụt thò như thế. Trước đây vụ việc Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang được cho là đã từng sử dụng dịch vụ chân dài lên đến 20.000 đô la mỗi đêm. Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo một nguồn thạo tin, Bộ Công an biết rõ không ít số điện thoại của các quan chức cao cấp được các em người mẫu chân dài lưu trong máy. Điều Bộ Công an muốn biết đó là họ lưu số điện thoại của các quan chức để làm gì. Mà Ngọc Trinh là một trong những nhân vật được Bộ Công an quan tâm, chứ không phải là câu chuyện hài như số đông lầm tưởng. Đó là lý do vì sao khi Ngọc Trinh ra tòa, Bộ Công an phải bố trí một lực lượng dày đặc để mà bảo vệ. Bởi những kẻ nằm trong danh sách nhân sự chủ chốt có thể diệt khẩu Ngọc Trinh chứ không phải chuyện đùa. Việc bắt rồi lại thả Ngọc Trinh với bản án 1 năm tù treo sẽ khiến cho không ít đồng chí lãnh đạo lo ngày ngáy khi nghĩ rằng Bộ Công an tha cho Ngọc Trinh vì em đã thành khẩn khai nhận tất tần tật những điều mà ông Tô Lâm muốn biết. Theo tác giả, đó là lý do nhiều anh, nhiều chú trong Trung ương đã lỡ khám phá miếng thịt bằng bàn tay của em thì sẽ tự xin rút khỏi danh sách nhân sự chủ chốt. Không đánh mà tự rút, mưu hèn kế bẩn, chính là như vậy. Và Thời báo.d cũng chưa có điều kiện để kiểm chứng các thông tin vừa nêu trên. Quý vị hãy cùng theo dõi tiếp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tô Đại khống chế nhân sự chủ chốt qua vụ án Ngọc Trinh như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.